Hôm nay Ngọc Ánh sẽ review cho quý vị một căn nhà xây dựng độc lập 32m2 cách với lại đường trục chính ở phường Yên Nghĩa này. Nó chỉ khoảng 30m và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Căn nhà này thì có một cái ưu điểm, đó là nếu như mà quý vị nào mà có ô tô thì taxi gần như là đỗ tận cửa luôn đây mọi người nha. Đây, đường ngõ thực tế ở trước nhà, như quý vị nhìn thực tế, hướng nhà là hướng đông nam, thông số nhà thì là 32m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, thiết kế và xây dựng duy nhất một căn. Từ vị trí căn nhà này cách bến xe Nghĩa tầm 800m, gần với lại cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, và với lại cái căn nhà này thì xung quanh ngập tràn tiện ích, cách chợ dân sinh chỉ khoảng tầm 100m đi bộ thôi mọi người nha, 100m đi bộ thôi, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện, xung quanh gần với lại đầy đủ tiện ích cho quý vị nào mong muốn trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Với cái căn nhà này ấy, thì quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đi làm theo cái tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài thì rất chi là hợp lý. Và đây là cái cụ thể căn nhà, phần hoàn thiện vừa mới xong hết, vừa mới dọn xong về cái căn nhà này, dọn vệ sinh công nghiệp thì Ngọc Ánh quay và gửi luôn cho quý vị nhá. Với cái thiết kế phần mặt tiền của ngôi nhà được 3m4 mọi người ạ. Và với cái căn nhà này ấy, hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát. Với phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn, bên trong là lớp cửa gỗ kính, hoàn thiện rất là chỉn chu, chu đáo, duy nhất một căn. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, thiết kế 5 tầng ra sao. Đây là cái phần tầng 1. Cụ thể hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, quạt trần đều đã được chủ đầu tư lắp đặt cho mình. Và cái căn nhà này theo hiện trạng thì là có thể dọn đồ về và ở được ngay quý vị nhé. Đó, đây là cái phần phòng khách có tranh này, cũng như là cái phần gạch lát nền này. Mọi người có thể nhìn thực tế, gạch lát nền ở đây thì kích thước gạch là 60-60 vân đá. Và cái đây là cái phần phòng khách thì được chủ đầu tư ốp luôn cho mình gạch PVC, cái ốp giả nhựa PVC mọi người ạ. Đây. Đấy. Rất đẹp, kệ tivi. Và cái không gian phòng khách này thì cũng khá là rộng để cho quý vị có thể dễ dàng sử dụng. Và ở cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì ngoài phòng khách ra, ở đây còn phần phòng bếp, một cái căn phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì nó chỉ có 32m2 thôi, cho nên cái căn nhà thì được thiết kế tối ưu công năng sử dụng, chứ nó không phải là hoàn hảo nha mọi người. Cho nên là nhà có sao thì Ngọc Ánh quay và nói như thế thôi. Phần không gian phòng bếp thì xung quanh bếp được ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, tủ bếp thì là thiết kế là tủ gỗ mọi người ạ, tủ gỗ An Cường chống cong vây mối mọt. Và cái phụ kiện bếp thì đều được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, nước sạch thì sử dụng nước sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì đây còn một phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh của cái tầng 1 của ngôi nhà, đáp ứng cho quý vị sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đây là cái phần mọi người nhá. Đây. Ở đây là cái phần còn dư giả một chỗ xíu xíu này thôi, thì là chủ đầu tư thiết kế cho mình một cái kệ gỗ khá là hợp lý để quý vị có thể trang trí để đồ. Ngoài ra cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì ở đây có một cái vách lam CNC nghệ thuật mọi người ạ. Đó, và mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, một phòng ngủ vô cùng rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ luôn. Đây là phần phòng ngủ. Phòng ngủ này thì được lát sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Nào, mọi người có thể nhìn thực tế đây, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Với cái căn nhà 5 tầng này ấy, thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng đây và một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng vệ sinh của ngôi nhà. Wow, cho mọi người xem phòng vệ sinh nhé. Đây là phòng vệ sinh. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo bàn đá và bồn cầu ở đây mọi người ơi. Đây là phần bồn cầu, quạt hút mùi. Đó, phòng vệ sinh này khá là rộng. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Và đây, cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế là cửa gỗ.
Mời người theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà như em vừa chia sẻ với mọi người rồi. Với cái căn nhà này ấy, thì vị trí của nó gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica. Cái căn nhà này cũng gần với lại trường đại học Đại Nam nha mọi người. Cho nên quý vị anh chị nào mà đang có con cái học hành ở đấy thì có thể cân đối. Và giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này, chủ đang chào bán là 3 tỷ 250 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này ấy, thì quý vị có thể thay vay tối đa là khoảng tầm 1 tỷ 7 cho tới 1,8 tỷ tiền ngân hàng. Phần còn lại thì là quý vị phải chuẩn bị tiền mặt nhá. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ vay cho mọi người là tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đó, đây là cái phần phòng vệ sinh ở tầng 3. Như vậy với cái căn nhà này ấy, thì thiết kế 5 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh rộng. Như vậy là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi đúng không ạ? Vậy thì mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà xem thiết kế nó có hài hòa, phù hợp hay không nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Một cái phòng nhỏ nhắn hợp lý, tận dụng tối đa cái diện tích sử dụng nhưng mà vẫn đáp ứng đầy đủ công năng cho mọi người. Và đây, ra đây mới mát được mọi người ơi. Đây là phần sân phơi. Phần sân phơi này thì đã được lợp mái tôn cũng như là xung quanh là bao bởi cái inox 304 rồi mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này quý vị có thể nhìn thấy thực tế luôn. Dân cư xung quanh vô cùng đông đúc, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại nếu mà đứng ở đây là có thể nhìn thấy mấy cái tòa chung cư của Dương Nội ấy, mọi người ạ. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, tất cả những dự án mà em đăng và chia sẻ review cho mọi người đều sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn và có hỗ trợ vay vốn với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá, 0983013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.